Với những ngôi sao bóng đá thế giới, đôi khi chỉ việc họ đi đôi giày gì để thi đấu cũng mang đến những bản hợp đồng lớn trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Sau đây là tổng hợp 10 bản hợp đồng tài trợ giày thể thao lớn nhất thế giới. 1. Neymar. Ngôi sao của Brazil đã chấm dứt hợp đồng với Nike để chuyển sang đi giày của hãng Puma và anh nhận được hợp đồng quảng cáo có giá trị cao nhất lịch sử với 23 triệu bảng một năm. Trước đó, bản hợp đồng kéo dài 11 năm của Neymar với Nike có giá trị chỉ bằng một nửa so với của Puma. 2. Lionel Messi. Messi là tỷ phú bóng đá thứ hai trong lịch sử sau Cristiano Ronaldo. Anh cũng là cầu thủ có bản hợp đồng tài trợ lớn thứ hai thế giới. Năm 2017, ngôi sao người Argentina ký hợp đồng trọn đời với Adidas và anh nhận được 18 triệu bảng một năm. Kể cả khi Messi treo giày, anh cũng có thể có một thương hiệu mang tên mình với Adidas, giống như cách Nike đã làm với huyền thoại bóng rổ Michael Jordan. 3. Cristiano Ronaldo. Ronaldo là cầu thủ có hợp đồng giá trị cao nhất với Nike với 18 triệu bảng một năm. Tuy nhiên, con số này còn kém đến 8 triệu bảng so với của Neymar. CR7 là người thứ 3 đã ký hợp đồng trọn đời với Nike sau hai ngôi sao bóng rổ Michael Jordan và LeBron James. 4. Kylian Mbappe. Mbappe đã nhận được lời đề nghị từ cả Nike và Adidas vào năm 2019, nhưng cuối cùng anh chọn tiếp tục gắn bó với công ty thể thao của Mỹ. Bản hợp đồng có thời hạn 10 năm với giá trị 140 triệu bảng. Và trong tương lai, Mbappe hoàn toàn có thể vượt qua kỷ lục hợp đồng của Neymar khi năm nay anh mới 23 tuổi. 5. Mario Balotelli. Dù đã sa sút phong độ cho những năm qua, nhưng Balotelli vẫn là cầu thủ bóng đá có giá trị hợp đồng thể thao cao thứ 5 thế giới với 5 triệu bảng một năm. Năm 2014, Balotelli hết hợp đồng với Nike và anh đã chuyển sang hợp đồng đi giày của hãng Puma. 6. Gareth Bale. Gareth Bale đã từng là một trong những ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới. Anh có hợp đồng tài trợ với nhiều thương hiệu lớn, trong đó hợp đồng với hãng thể thao Adidas có giá trị 4 triệu bảng một năm. Con số này vẫn còn khá nhỏ so với mức lương 18 triệu bảng một năm anh ký với Real Madrid. 7. Antoine Griezmann. Năm 2015, Antoine Griezmann đã kéo dài hợp đồng với Puma và nhận thêm mức thu nhập 3,5 triệu bảng một năm. Năm 2019, để kỷ niệm 10 năm giữa Griezmann và Puma, hãng thể thao Đức đã giới thiệu đôi giày phiên bản đặc biệt mang tên Future 4.1 Netfit Grizzly với giá 229 bảng Anh. 8. Paul Pogba. Tiền vệ của Manchester United nhận được 3 triệu bảng một năm để mang giày của hãng thể thao Adidas. Đây được coi là một chiến thắng của thương hiệu nước Đức trước áp lực của đối thủ Nike. Đôi giày Pogba quảng cáo cho Adidas là dòng Predator. 9. Marco Verratti. Verratti đã từng là đại diện của Puma, nhưng sau khi hết hợp đồng vào năm 2017, tiền vệ người Ý đã chuyển sang mang giày của hãng Nike với bản hợp đồng trị giá 2,5 triệu bảng. 10. Mohamed Salah. Tiền đạo của Liverpool là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất, đặc biệt ở châu Phi và Trung Đông. Anh có hợp đồng thể thao trị giá 2,5 triệu bảng với Adidas.